Tôi ăn xin Tác giả Cao Hoàng Hồi ký kỷ niệm về thời gian kinh tế mới 1976-1978 Đó là vào mùa hè năm 1977 trên kinh tế mới Phú Nhơn, Khánh Hòa, chiều đó sau một ngày trên rừng chặt củi làm than tôi quẩy gánh củi trên vai về túp lều siêu vẹo trống trước trống sau nơi hai cha con tôi tự dựng lên và ở từ khi mới lên kinh tế mới năm 1976. Nhà nằm trên một triền đồi thoai thoải, nhìn xuống bao quát cả cánh đồng hoang toàn cỏ tranh, đế, cùng những bụi tre rừng gai chằng chịt và những đám cây bụi thấp. Tôi đặt gánh củi xuống và nghe tiếng ồn ào phía cánh đồng vọng lại. Một đoàn khá đông cả nam và nữ thanh niên đang ý ới ca hát đùa giỡn. Sau đó thấy họ cùng nhau dừng những láng trại lợp tranh cách nhà tôi chưa đầy 500 mét. Rồi thì những ngọn khói khi họ nấu ăn bay lãng đảng trên những mái tranh còn mới tinh. Tôi tò mò đi lần về phía cánh đồng. Khi tới gần hơn thì mùi cá kho, mùi cơm chín thơm ngát, làm tôi thèm chảy nước miếng. Tôi cứ đứng sớ rớ gần đó và nhìn các chị tất bật giòn cơm. Một chị ngó ra thấy tôi bèn ngoắt vô. Chị hỏi, Em ở đâu tới đây? Tôi chỉ tay lên ngọn đồi gần đó, nói, Nhà em trên đó, em theo ba đi kinh tế mới, chỉ có hai cha con thôi, má không chịu đi. Mà trên này em ăn toàn khoai mì độn với cơm nhiều bữa thì chỉ ăn bột mì ta luộc lên rồi chấm với muối hột giả nhuyễn. Cũng ngon lắm chị. Có vài chị rưng rưng nước mắt. Rồi chị đó nói. Mấy anh chị đều ở dưới làng. Cũng không ai giàu có gì. Nhưng làm ruộng thì cũng có gạo ăn quanh năm. Ít có ăn cơm độn Mấy anh chị lên đây làm công tác xã hội chủ nghĩa 15 ngày. Công việc là đắp đập. Ai đủ 18 tuổi là phải đi. Trời chiều dần, sương khói mông lung, bàn bạc trên những cánh rừng, cánh đồng hoang khát cháy. Tôi ngập ngừng. Mấy anh chị ăn xong, nếu còn cơm cháy cho em xin về cho ba và em ăn nha. Một chị lên tiếng. Trời ơi, mấy chị không cho cơm cháy đâu, mà cho em luôn cơm trắng với đồ ăn nè. Dứt lời, chị ấy lăn xăng chạy tìm cái miếng vải dùng nắm cơm, rồi chị bới cơm đổ vào khá nhiều. Tôi nói, em xin ít thôi, vì chỉ có hai cha con. Một chị ngắt lời, em đang lớn ráng ăn cho nhiều để còn có sức mà lao động chứ rồi chị ép tôi phải lấy hết có chị còn gói cho tôi vài con cá khô nướng tôi cảm ơn và xin phép đi về tại trời sắp tối một chị nói vòng ra mai em cứ tới lấy cơm mấy chị để dành cho đừng có ngại gì nha em tôi quay đi vì nghe khóe mắt mình cay cay cứ thế sau một ngày trên rừng về là tôi lại ra chỗ mấy anh chị có khi chẻ củi dùm họ khi thì phụ lặt rau hay nhóm lửa rồi các chị lại cho cơm trắng với thức ăn mang về những bữa cơm ngon nhất trần đời không phải vì cơm trắng canh ngọt hay cá kho thơm nứt mà vì nó chan chứa tình cảm của những người xa lạ dành cho một đứa trẻ khốn khổ như tôi. Hết 15 ngày công tác, rồi cũng đến lúc họ rời đi. Tôi không ra chào tạm biệt, mà tôi chỉ đứng ven bìa rừng, nhìn những anh chị gói ghém đồ đạc ra về. Tôi nhìn theo đoàn người xa dần rồi khuất hẳn sau những bụi cây và rặng tre rừng lúp xúp. Cánh đồng, cánh rừng lại quạnh hiu như đã từng hiu quạnh muôn đời. Tiếng con mang tác tác thật buồn. Vài con chim đâu đó bay về trên tàn cây. Chúng nghiêng ngó nhìn tôi, một thanh thiếu niên đầu bù tóc rối, áo quần rách rưới nước da đen nhẽm vì bụi than mà nó phải hít hàng ngày. Rồi thì thân hình còm cõi, chỉ như đứa trẻ 12 tuổi. Tự nhiên cảm thấy một nỗi trống vắng vô bờ đang xâm chiếm lấy tâm hồn trẻ thơ. Tôi lững thững quay về căn tròi tranh lụp sụp tả tơi. Nhưng nhờ nó mà có nơi che nắng mưa và cả những đêm sương mù lạnh lẽo bao trùm không gian trên núi rừng một thời đói khát đọa đầy những người lớn và cả những đứa trẻ miền Nam chưa kịp lớn như tôi. Cao Hoàng